So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì cuối mùa chả biết bắn súng gì nhỉ. Thì có cái khẩu Barrett của anh Đào này thì vác vào bắn tạm. Rồi, vỡ súng gì bắn súng đấy thôi anh em ơi. Đấy, cái khẩu này thì nó có cái đôi chim nhìn khá là cute anh em ạ. Ở đây thì rồi bắt những cái mùa trước rồi. Map này lâu lắm không chơi với map này này. Nhà máy điện lâu lắm rồi anh em ạ. Rồi, à đâu, map này phải nhà máy điện không ta? Nhà máy điện hay là trạm vệ tinh vậy? Trạm vệ tinh thì phải anh em ạ. Nhà máy điện là cái map kia cơ đúng không? Mình cứ bị nhầm cái map này. Rồi sao mấy thằng này cứ để, ôi trời ơi, làm snipe thế. Để nó chiếm này chết bò mẹ rồi. Ê. Để bên công nó chiếm giữa sai giữa bản đồ đây. Ôi trời ơi. Rồi. Bò, chắc chắn là có một thằng lên cao hải ma rồi. Có không? À có nha. Mày xong tao rồi. Tơ, núp. Cho có vào đầu ngay. Rồi, ôi. Mẹ rồi. Sao lại không bắn vào đấy nhỉ? Bấm trượt. Dưới con thằng này. Mày, ôi trời. Ui. Phải cả cứt thằng kia ra hỗ trợ không mình ngon rồi. Phí thế nhỏ. Tăng nó. Rồi đi luôn. Thế là ăn cứt rồi đấy. Rồi xong. Mẹ thằng vũ trụ bắn kinh nhờ. Được đấy. Khá đấy anh em. Khá đấy. Được của nó. Mà team này nhiều snip quá. Chơi đâu được. 200 này. Xin luôn. Lụm luôn. Đó. 200. Bọn này đẩy mít đấy được. Ôi dồi, nó ném sờ mông, nó đẩy mít thế này, đỡ đeo được. Từ nhá. Mẹ, nó biết bên mình nhiều sờ nó cứ ném sờ mông này, chịu rồi. Khó anh em ạ. Map này mà để nó chưa mít thì... Bọn này nó không ấy chứ. Nếu mà hai ba thằng nhắm bom mít thì nó không dám đẩy đâu, yếu ngay. Rồi, cửa hầm B có này. Chơi mẹ đây, chữ 39, nào. Chơi mẹ đây, làm sao góp làm được. À hay quá nhở. 5v1 này. Cho xin là cuối coi. Đâu rồi, à đây. Trông say, ôi dồi ôi mày thế. Quả viên snip đấy mà trượt thì đúng là nên thớt rồi anh em ạ. Mày vẫn phải chết. Không lại mang tiếng nhặt M200 lại toàn bắn cóp thì chết. Đi thoảng lại bắn M200 tí chứ đúng không. Rồi con rồng hơi mò mè nha. Con này chắc là không dám đẩy mít đâu. Sợ ngay, dám ngang ngay. Hai hiệp được 3 kill rồi anh em ạ. Hai cóp một mấy trăm. Mẹ có bom đầu đây. Cũng nan. Ôi sợ bốc nè. Làm bê chết nha. Ui dồi. Ôi mày thế. Nó có tí sợ bốc nó bị mất bom lửa luôn anh em ạ. Bom lửa thì chỉ cần một tí smoke thôi là nó cũng bị bụi hóa luôn. Rồi. Có nha. À, lại mít một quả lửa nữa. Mít phải con thằng. Ngay dưới chân tròi luôn. Ngay dưới chân tròi mít luôn. Nó đang cầm đồ sao cứ xoạt xoạt xoạt. Bọn này đéo đẩy mít nhỉ. Đẩy mít nhảy xuống húp luôn định em ạ. Có mãi đeo khỏi chả xe có này, thằng này bắn mà bốn gì mà e vậy, kinh vậy. Đâu rồi đấy, cái lúc ngắm thì đeo ra ảo thật. Mày ui chuột. Ôi quê thế nhở, tí nữa chết vậy luôn anh em ạ. Ai thật mày ma chết kìa. Quá rồi, mít phải con thằng nha. Mít phải quá đấy anh ơi, cẩn thận nó bắn chết nha anh ơi. Rồi mày ui lại chuột còn cướp rồi sao sai này trời ui chưa kịp nhả kìa. Mấy thằng vũ trụ nó bắn kinh thế nhỏ. Bắn liên hoàn mít đi kìa bạn chối nhảy cầm 200 mà thấy hỏng rồi mít ra chạy về kìa mít kìa. Ô. Xong rồi dậy thế nhỏ rồi. Kia nó bắn quả M4 siêu xe anh ạ. Rồi nó bắn như cứt rồi, nó cũng rồi nó bắn. Trước mình bắn thử rồi bắn. Chán phải cứt, không có bằng M4 thường anh ạ.
Rồi, hiệp này nó không vứt mấy trăm rồi. Hỏng ô. Bắn súng của mình thôi. Phang, rồi trượt luôn. Thực ra thì cái cổ M200 nó buộc vuông hay là M100 Dominato thì nó cũng như nhau thôi nhỉ. Có ai chăng thì cái khẩu M200 nó buộc gôn nó nhỉnh hơn một tí. Rồi hai khẩu đều đục thùng đều chết thôi, nhưng mà bắn vào tay và chân cũng quá chết rồi nhỉ bạn. Nếu mà bắn vào tay và chân chết được thì nó lại là thành ba red mẹ rồi. 4-3 tên mình nhiều snip quá anh ạ. Rồi hẻm ma có một thằng bắn M4 siêu xe nha, cái tiếng nó chỉ có cái thằng M4 siêu xe mới có. Vào đây, vào đây, điểm đi, điểm kêu đi. Phạng, ôi trượt, ôi ôi ôi, phạt cái gì mà trượt vậy. À, hồi sinh à, vào đây. Thằng xếp mờ kia là cầm khẩu M4 siêu xe đấy nhá. Để chết ngay, uầy. Đưa cũng chúng tôi ạ. Mỗi lần là phe, nó có 5 kêu ra anh em ơi. À đây rồi, 300 rồi, ngon rồi. Hàng đây rồi. Mày trẻ. Vứt hơi ít nhà, vứt có 2 khẩu. Tranh nhau nhặt ạ. Rồi, mít có này. Mày, ấy à. Có đấy có quả tia đạn tím luôn. Tím hay hồng cũng biết. Để mít đấy bạn. Ra đi bạn. Mạnh mẹ, úi ha, có cả âm thanh luôn nha. Được nha. 5-3. Hiệp này huy nó. Bị tính rồi, nào, các anh vào đây. Số lượng con hạn. Đây đây mít có này. Thôi phải xong rồi, mày xong rồi. Ừ bắn đi. Bắn đi. Mày bắn đi. Ừ ừ ui thực thằng chơi chết dạng hàng. Ui thôi. Ui quả đấy chuột, trời ơi. Mẹ quả đấy chuột. What the fuck? Phí thế nhỉ. Yêu quả thì kệ. Thẳng vãi cứt xem mà không cũng trúng ạ. Thằng B khả năng có đấy. Mà không biết còn không. Khả năng chạy rồi, bắn chuột quả đấy khả năng chạy rồi. Từ nhau một lúc cái. Ôi trời ơi, 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 yêu, 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 hai máu, hai máu. Đấy của các anh tất vào đi. Rồi, thầy yếu chết rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, hay luôn. Hay luôn, hay luôn. Mà 252 luôn. Má nó. Điểm nhanh đấy. Ây ha, đây rồi. À đấy, nó phải thế chứ. Vứt nó phải đều như này. K98 cũng la liếm anh em ạ. Tưởng mỗi mình la liếm thôi. Ây da, ây da, bom. Ây da, chết rồi. Rồi, không trúng viên nào luôn. Đẩy ổ phát và cái kết chết vẹn luôn. Ăn loằng luôn. Tầm này khả năng toàn cào lắm. Để chết cái mà. Ui giời. Đầu đàn mà chết cái là. Ơi, biết ngay mà, thấy chưa? Ồ rồi, mình chết cái là dễ ngay. 2-5. Vào sai kìa. Ôi ôi, xong luôn. Kéo 30 giây ạ. Mình chết xong 30 giây đi hết ạ. Đi cả cụm ạ. Vãi thật. Hồng ơi, hồng ơi, hồng ơi, hồng ơi. Hồng, 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 hồng. Mà 6 hiệp 7 kill mà vẫn cầm A ạ. Ôi ôi, con này khả năng lại được mít này. Nhiều bom đấy. Có vẻ giòn. Vào đây. Nhìn lại. Mà chết rồi. Rồi. Nào, đang còn chết. Cao trời quá này. Cao biết, cao biết. Bình tĩnh rồi. Ai da. Ghê ghê. Thế sao? Mày, mày làm sao? Mày làm sao? Vừa một ngày. Rồi hệ ma chết. Ôi, chết mẹ rồi. Mày vào sai với tao. Mày vào sai. Còn thằng nữa nha. Ô mẹ nó chạy ngược lại hả? Nó chạy mít, nó chạy mít, nó chạy mít. Đây cu. Ui trời, thằng yếu, thằng yếu. Thôi mày xong tao rồi. Yếu mày xong rồi. Cao mít này. Để xuống đây. Hứng luôn. Hứng luôn, hứng luôn. Nhanh gọn. Lẹ. Bom rơi mít nha. Thằng này. Nhặt bom hả? Ai da. Chết mẹ rồi, nhặt bom về B rồi. Ừ, đặt bom, đặt bom, đặt sướng, 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 đặt bom. Ây ha. Ơ. Phải thật.
Tưởng nó đặt cầm bom nó đặt luôn, nó quay lại nó xí nhau mà phải thật. Được đấy. Khá đấy. Quá là hơi 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 bố láo anh em ạ. Quá đẩy hơi bố láo. Sao sao? Ok rồi. Bình tĩnh bình tĩnh. Bên A kê này. B chết kìa, chết rồi. Dạ đưa để chiếm B nha, chiếm B là mệt nha. Về B hỗ trợ cái. Đặt số 1 kia không tin tưởng nó lắm anh em ạ. Nó mà chết cái nữa là mất B luôn là thôi khỏi vào luôn. Nhập ấy à, ấy à, ghê ghê. Ghê 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 ghê. Mới chết rồi. Thằng đi B, à, thằng kia số 1 nó ping B. Có flash vào nha. Lỗ nào? Ở đây. Ấy da. Mình bắn sớm quá. Con mẹ nó. Đó được rồi. Rồi thằng kia chết rồi. Vào đây. Mày nào, tao còn cóp cơ mà. Vào đây nữa. Úi trời. Làm sao làm sao. Vào hết đây. Bơi hết vào đây. Cóp làm được. Mở trăm để làm màu thôi anh em ạ. Bom rơi sao này. Chớp mặt còn thằng nữa anh em ạ. Đang giúp trong trong này này. Mày đang ở phương trời nào? Mày đang ở chỗ nào? Giúp chỗ nào nhỉ? Hay nắm được. Thùng không có này. Khả năng bên phải rồi. Bên phải hoặc là rồi xong, đấy biết ngay mà. Đã nghi nghi rồi. Đang bảo là một là chỗ này, hai là ở trong cái phòng bé bé kia. Phòng là B kìa. Rồi. Chung kết cúp C1 nào. Làm được đôi kill rất là đẹp luôn nhỉ. May ừ lại đẩy mít hả? Ừ, vỡ mồm ngay. Rồi đồng đội. Bắt được thằng hiểm A nữa ngon. Bắt được thằng hiểm A nữa quá tuyệt vời nhỉ. Đừng có để thua nhanh ơi, bắn 44 rồi. Đang lợi thế hơn người rồi, đang chung kết nha. Hai thằng B, hai thằng A, một thằng mid. Vào đây. Vào hộ. Ấy à, B chết hai kìa. Hay quá anh ơi. 5v2 thì win được con gì nữa. Win chặt kill. Rồi 5v1, thế là đủ hiểu rồi đấy. Thằng B này. Cho xin được cuối coi, cho xin được cuối coi. Cầm cóp lên chơi luôn này. Để tao bay ơi, để tao bay ơi, yếu rồi lui về đi. Rồi rồi, tao liếm luôn. Nhanh vãi cướp. Không kịp chạy bọn phát này bọn nó full B à. Mít đéo cái gì luôn anh em sợ thật. Mít có mỗi thằng nhảy thùng vàng bắn chết rồi. Bỏ luôn. Chuyển tao hết đi B à. Ảo thật đấy. Ngoài mấy thằng này không được, không được. Hỏng hỏng hỏng. Rồi, rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip. Đừng quên cho mình một like và subscribe. Nhớ cho nhận báo clip mới nhất của mình nhá.